Chào các bạn, YI 125 đời mới 2024 là đời máy nhỏ. Đời máy nhỏ là sao? Là cái máy nó nhỏ xíu các bạn, nó nhỏ hơn cái máy Full LED đời cũ và nhỏ hơn máy YI đời cũ và nó nhỏ hơn cái máy xe cúp đời cũ luôn. Đầu lòng nó là đầu lòng 4 lỗ ốc, đó là 4 con ốc, bắt đó là 4 ốc nhỏ, 4 ốc đầu 10 các bạn, còn kia 4 ốc đầu 12 thì sẽ khắc phục lỗi cơ bản trên một cái xe mới. Em dùng từ là trên một cái xe mới nha. Và cái việc này là em không cần chứng minh, em không cần giải thích. Sau nhiều năm cái dòng Full 125 nó ra và dòng YI 125, Cup 125, nói chung những cái xe là mới nó sẽ cảm giác chạy khó chịu và có một số lỗi thường gặp. Thì bây giờ anh em nào mới mua cái xe giống như em trai này mới mua là vô là giải quyết ngay từ đầu thì sau này sẽ không đem lại cảm giác khó chịu đó và không phải bị hư lật dạ đó, và nhất là rèo đèn nè. Có một cái hồi nãy em quên nè, giờ đầu tiên là anh kiểm vấn đề xe em ha. Một vấn đề nhất là bên lửa là cần nâng cam, đầu tiên là sẽ xử lý cần nâng cam này cho em là một. Rồi cần nâng cam sẽ làm, ở đây là quy mũ xe mới cho nên là sơn cam, bánh lòng bánh đỡ rồi chắc chắn là không hư, nhưng mà những cái quay á, nó lại hay hư này. Hiện trạng thì hay hư là gì, hay hư bộ 46 nè, quay y lại xe cúp luôn, ngay cả xe cúp nhập mà cúp phiên bản đặc biệt nó cũng hư nha. Đó thì anh sẽ báo giá từng phần cho em. Bây giờ hai phần này là bên lửa rồi, còn về phần nồi á là cái này không thay nè, không làm gì hết. Cái này á là khi mà thay lại cái xe mình đang đi, cái này là bố càng ngắn, bố ngắn là sao quay vô đây nè, mới đợi là nó ngắn có một khúc vậy à. Anh đổi qua cho em bố càng dài á là bắt buộc anh phải thay cái chuông thì anh mới đi được bố càng dài, đó là tiền làm cái nồi đó. Rồi lá bố này là không có thay cho em lá nào hết á, lá sắt lá bố gì là không có thay cái gì hết, để lại hoàn toàn. Xe mới 300 cây rồi các bạn, đúng không, 300 đúng không đó. Thì là xo nè, là sẽ thay ba cái lò xo nặng và ba cái lò xo dinh. Tất cả đồ con xe mà làm ra gì là trả lại cho em cái đó. Cái dòng máy đời mới này có một cái lưu ý là ron của nó, ron bên này, ron bên nội, ron bên lửa là bằng sắt, cho nên là không có hư. Còn mấy cái xe mà đời cũ thì ron bằng giấy các bạn, cho nên là mở ra thì cái việc hư ron đồ nó có thể xảy ra. Rồi mời camera tới đây coi này nè, có chủ xe đứng đó nha các bạn, ngay cả một cái xe đời mới mà trong hãng ráp nè, thấy không? Giờ sẵn vậy cũng kỹ, mở ra hết vệ sinh, cục bự lắm nha, chứ không phải cục nhỏ đâu ha, nguyên mảng bự luôn nha các bạn. Mở đây ra thấy này tí, bự lắm. Có gì nhọn nhọn mà lấy đưa anh dứt ra cho nó. Cũng may rồi mở ra sớm chứ không thôi nghiệt. Với lại có một cái em quên nữa là cái xe này nó có bơm nhớt đó nhỏ à. Thì để anh ra cho em cái báo giá, em muốn thay bơm nhớt thì em thay. Keo nó dán nhiều quá. Còn đây nữa, còn đây cục bự lắm nha tí. Đây nè, ra nguyên mảng luôn. Keo dán máy á, nó mà trong đây nè, may mở ra kịp thời mình vệ sinh luôn đó. Keo người ta dán lóc máy rồi ạ. Rồi vậy giờ là mình sẽ khắc phục lỗi cơ bản là gồm những cái gì như thế nào, thì bây giờ là mời các bạn cùng coi ha. Phan này, cái này thì chắc mày không cần hỏi, em mày cũng biết này là cái gì chứ hả, vậy mà cũng dơ cơ không. Mày quay mà mày không kịp cho khán giả nhìn luôn á tí, rồi quay sợ người ta nhìn thấy hay gì á. Đó là đưa tay cho nè, cho cắt đi, để dành nhiều lắm. Lấy nữa anh vệ sinh sạch sẽ hai bên cho em được á, với lại để anh báo giá em cái bơm nhớt luôn. Chào các bạn, vì tranh thủ thời gian chủ xe ở xa tới á, cho nên là em sẽ quay trước phần bên lửa và kim phun rồi em gắn, bởi vì đang chờ cái nồi gia công các bạn. Đối với nồi Full chờ led Full chờ neo á thì em có nồi sẵn quay S110, em có nồi sẵn đổi cho các bạn. Còn dòng xe quay y này và dòng cúp 125 thì không có nồi sẵn để đổi cho các bạn, nó hơi bất tiện về vấn đề đó. Bởi vì sao? Bởi vì đầu tiên là cái nhông nồi này của mình nó mắc, thứ hai nữa là nó không có đại trà, cho nên em không thể nào em làm sẵn để em đổi cho các bạn được. Xin làm phiền các bạn khoảng 2 đến 3 tiếng, chứ còn nếu mà
full nail đồ á hoặc là full led á, em làm cho các bạn trong vòng 1 tiếng nữa giờ, thì cái này là phải chờ gia công đúng, lấy đúng cái nồi trên xe các bạn đi làm. Rồi thì bây giờ ở đây là em sẽ xử lý là 1 món, 2 món, 3 món, 4 món. Tắt cái quạt giùm anh là sẽ bên phần đựng cam. Thì một á là em xử lý còn đựng cam là một. Thứ hai á là em thay dứt điểm luôn cái ống sáo. Thì em không biết tại sao mà chủ xe kêu em thay ống sáo này, nhưng mà là em sẽ thay dứt điểm luôn cho ảnh. Đó, thì bên sân cam á của quay y rất là đơn giản các bạn, một là cái này, hai là ống sáo. Hết. Không còn bất cứ gì khác là em sẽ xử lý cái này. Tiếp đến đó là em sẽ thay một cái kim phun zin chính hãng khắc phục tình trạng thiếu xăng. Và chính chủ xe luôn cũng biết là cái xe này rất thiếu xăng nha. Thì em sẽ thay lại một kim phun mới. Và cái thứ ba là em sẽ thay vô một cái bơm nhớt dành cho quay y. Bạn nên lưu ý cho mình nha. Cái đời máy mới này nó sẽ có 2 đời bơm nhớt. Một đời bơm nhớt là có lỗ. Và một đời bơm nhớt là không lỗ. Là cái đời quay y này nè, nó sẽ không có lỗ bởi vì cái nắp nồi của nó không sử dụng lọc nhớt. Đó, cái bơm nhớt này thì mình sẽ thay cái bơm nhớt này vô, thay thế cho cái bơm nhớt zin ở trên xe các bạn, bơm mạnh hơn, lưu lượng nhớt nhiều hơn, rất là tốt cho xe. Nhiều người hỏi là tại sao một cái xe mới vô đã là đồ hãng, đồ zin rồi thì lại thay đồ hãng. Đó là cái câu trả lời, câu hỏi quan trọng đó các bạn. Thì ví dụ như là em sẽ thay một món đồ hãng vô, một món đồ hãng khác của dòng xe khác, nhưng mà nó vẫn là dòng Honda mình, không chế cháo bất cứ gì hết, nó khắc phục được cái lỗi thiếu xăng. À ví dụ như cái kim phun đi là một. Thứ hai nữa là bởi cần đựng cam này nè, cần đựng cam này là cần đựng cam em gia công, thì cái này là mình tự tìm tòi, mình tự sáng tạo, mình khắc phục thì không nói. Còn cái bơm nhớt đi, cái bơm nhớt trên xe mình nó bơm nhớt yếu, thì mình thay lại một cái bơm nhớt hãng, đó hãng NK, thì nó bơm nhớt mạnh hơn, lưu lượng nhớt lên đầu bò nhiều hơn. Đó là cái câu giải thích cho các bạn rõ nhất ha. Rồi giờ phần nồi thì lát nữa em về em quay xong thì em sẽ quay cho các bạn về phần đầu đèn nè. Thì em muốn chia sẻ với các bạn luôn, các bạn hay hỏi em là rèo đèn, hàng gọng đèn là sao, thì cái này là em đã hàn rồi nè các bạn. Là mình hàn một cái gọng vô để cho nó chịu cái bờ đầu lại. Cái gọng sắt nè, chữ C nè. Các bạn thấy nè, các bạn có thể tham khảo ha. Nhiều anh em dưới tỉnh hay nhờ em chỉ, thì em sẵn sàng em chỉ các bạn, không có gì mà phải giấu hết. Em thì em hàn cái gọng vậy đó. Chào các bạn, bây giờ bắt đầu là về phần nồi ha. Thì ở đây là em đổ qua bố càng dài cho chủ xe. Thì bố càng ngắn là sao? Bố càng ngắn là nó ngắn hết chút xíu vậy nè các bạn. Bố càng dài là nó dài thằng lòn vậy đó. Đó, này cù Việt Nam, này cù Mỹ cho nên nó dài. Thì để khi mà các bạn thay bố càng dài nè, các bạn phải gia công lại cái chuông. Đó, thì tất cả nguyên bộ combler này là của chủ xe, là em sẽ trả về là chuông bố càng, cao su ba càng là em sẽ trả về. Và tại sao gia công lại bộ chuông? Bởi vì gia công lại bộ chuông là nó cần cái độ hở phù hợp, độ hở giữa bố càng và chuông nè, độ hở phù hợp theo cái ý mong muốn mà của người thợ làm á, giống như là em muốn hở bao nhiêu đó. Chứ còn khi mà các bạn chỉ thay bố quá càng không, thì có lúc mà nó hở quá, nó hở 2 ly, có lúc quá thì nó xài sát quá, nó sát 5 gem. Đó là tình trạng giống vậy, cho nên là bắt buộc luôn là các bạn phải thay lại một cái chuông để mà người thợ người ta chủ động được cái độ bắt bố vô cho cái xe các bạn đi táp hơn, ngon hơn, hoặc là nó chờ hơn hay gì đó. Nói chung là theo ý chủ động mình được hết. Ở đây là về phần nồi là em sẽ thay bố ba càng và 3 cái lò xo. Là bố nó chắc là em không thay bất cứ gì hết. Đó, nó là như vậy. Và nó tùy theo, ví dụ xe này xe mới thì dĩ nhiên là mình không thay lá bố nó chắc cho người ta rồi. Còn những cái xe mà người ta chạy mà mấy chục ngàn cây số hoặc là đi 10 mấy ngàn rồi đó, thì dĩ nhiên là cái xe đó có độ hao mòn, thì lá bố nó chắc tới lúc đó thì em mới sẽ thay. Rồi, đời này là nó lại không có cái lò xo giảm trắng lá nồi ha.